Xin chào anh em nhé, trước mặt anh em đây là một sản phẩm Santong X5 Pro với thế hệ 2024 này. Xe cực kỳ là sắc nét và đẹp này. Đèn cũng đến chính hãng từ nhà máy Santong. Và thiết kế mới của Santong đã có logo Santong dập nổi ở mặt lạ phía trước nhé. Bánh xe của chúng ta được sử dụng là bánh 300-8, vành là vành nhôm nhé. Vành nó sẽ giống như vành bên kia kìa, nhưng mà chất liệu nhôm của Santong nó sẽ tốt hơn, bền hơn. Và nó đã được sơn đen sport để tránh trường hợp bị rỉ sét đấy. Và ở đây của chúng ta có thể thấy có lốp đến chính hãng từ nhà máy Santong. Đấy. Lốp này cũng đến chính hãng từ nhà máy Santong nhá, chứ không phải lốp bản thường kia. Đấy. Còn đây sẽ là logo nhà máy Santong tại chiếc thụt phía đằng trước để khẳng định nó là một sản phẩm đến đồng bộ từ nhà máy Santong. Và cái sản phẩm này sẽ không hề rẻ, nhưng mà chúng ta lại được một cái trải nghiệm cực kỳ là tốt, đó là với mức giá 25.500.000 giảm giá 2 triệu còn 23.500.000. Nhưng 23.500.000 này của chúng ta có rất là nhiều chi tiết nhé. Màn hình Full LCD, một bên thể hiện pin, một bên thể hiện km. Đấy. Tay lái cũng có logo dập lồi nhà máy Santong ở đây, phản quang luôn. Có công tắc đèn pha cốt, đèn xi nhan. Anh em nhìn ngay từ cái cụm công tắc thôi nhé, là nó đã xịn sò hơn rất nhiều những cái xe trên thị trường rồi đúng không ạ? Đây, sang bên này có nút B khóa an toàn trẻ con, có 1, 2, 3 nhanh chậm, có số tiến, số lùi, có công tắc gài phanh. Và ở hai cái hộc đồ này đựng được rất là nhiều chai nước nhé. Đấy. Rồi, ở đây chúng ta sẽ được trang bị hai bộ gương sơn theo màu cùng xe nhé. Đấy. Và ở phía đằng ghế ngồi này của chúng ta sẽ có ghế ngồi trượt ra trượt vào này. Đấy, mọi người có thể thấy. Đây là trạng thái 3 người ngồi. Còn khi mà chúng ta đi trời mưa á, thì cái rèm này cũng sẽ đến từ nhà máy Santong luôn này. Đấy, cái rèm đến từ nhà máy Santong. Sẽ có logo Santong tất cả ở khắp mọi nơi trên chiếc rèm này. Và rèm này nó sẽ dày gấp đôi so với rèm cái sản phẩm Xích Long. Đây, có lót lì bên trong nhá. Còn rèm sang chiếc xe bên Xích Long chúng ta xem nào. Rèm rất là mỏng, chỉ có một lớp bạt không thôi. Đấy, mọi người có thể thấy và cân đối nhá. Và rèm chẳng có cái logo gì cả. Cái logo này người ta đã làm giả làm nhái rất là nhiều rồi, nên là anh em cần chú trọng mua một cái sản phẩm gì đó kỳ tính một tí. Đấy. Về phía đèn đằng sau này, anh em có thể thấy cụm đèn rất là dài. Có đèn xi nhan nhá. Rồi. Cực kỳ là dài và sắc nét đúng không? Đèn phanh này. Đấy, đèn phanh này bóp vào nhả ra là nó sẽ sáng này. Mọi người thể thấy không? Đấy. Động cơ trên chiếc xe này được sử dụng động cơ 1200W và làm mát bằng dung dịch. Đấy. Còn động cơ bên Xích Long chúng ta sẽ chỉ được động cơ cũng 1200, nhưng mà cái động cơ này nó ghi ngoài là 1200. Còn đâu thực tế thì mình không biết là nó có được như Santong hay không, thì chúng ta phải trải nghiệm qua một thời gian chúng ta mới biết được. Nhưng một cái sản phẩm mà 21.500.000 được 5 bình, còn sản phẩm Santong hàng xịn chính hãng thì chúng ta lại được 23.500.000 cho bản 6 bình ắc quy, cung cấp 80-100 km cho một lần sạc. Còn sang đến cái xe Xích Long này thì của chúng ta chỉ được 60-80 cây thôi đúng không ạ? Đấy, thì mọi người cần lưu ý và cần chú ý nhá. Và sơn màu xe của Santong này, nó sẽ có cái màu này sơn đồng bộ theo xe, cốp ở dưới cũng có này. Đấy. Chết rồi, trời mưa rồi anh em. Đấy, cốp đằng sau và yên chúng ta đã được bọc theo phong cách của Santong rồi, phối hai màu cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sang. Đấy, mọi người thể thấy nhá. Rồi,